Yo và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Video bạn ơi. Và có rất nhiều bạn đã comment dưới video của mình, hoặc thậm chí là inbox cả phở bò cho mình rằng là anh Việt ơi, tại sao anh vẫn không đăng video Thái Lan vậy? Trời đất ơi, vlog Thái Lan tôi quay rất nhiều nhưng mà tôi không đăng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi lười các bạn. Tôi lười vãi chuối à. Đây các bạn nhìn không? Tôi ngáp quá trời quá đất, đi du lịch tôi còn ngáp nữa, ở nhà tôi còn lười hơn nữa. Nhưng mà thôi không sao. Ngày hôm nay thì cuối cùng sau một thời gian chờ đợi, các bạn cũng đã có vlog Thái Lan để xem rồi đây. Và đây chính là những giây phút đầu tiên mà mình, Mr. Vịt cùng với cả Hero Team khi đã đặt chân đến Thái Lan. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Ngày hôm đấy thì sân bay đang rất là đông, và sau một thời gian check in rất là dài, ngồi chờ bao nhiêu người làm thủ tục, tôi quằn quại mãi thì cuối cùng tôi cũng đã check in xong. Và bây giờ sẽ là cái khoảnh khắc mà Hero Team cùng với Mr. Vịt sẽ di chuyển ra chỗ bến tàu điện của Thái Lan nha các bạn. Bến tàu điện mà lại là đường cao tốc trên cao. Và đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái cảm giác đi tàu cao tốc của bên Thái Lan. Và đầu tiên thì các bạn nhìn thấy trong hình đó, chúng ta sẽ có một cái đồng xu như thế này này các bạn ơi. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào cái máy này này, để vào cái máy thì nó sẽ tự động mở cửa ra, nhìn xịn sò không? Nó giống như một cái chip vậy đó. Và Hero Team đã có rất nhiều những cái khoảnh khắc mà quay được tại dưới ga tàu điện của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện của Thái Lan. Và sau lưng tôi có hai hướng dẫn viên du lịch, Kairon và Mèo Simmy. Trong đó có Kairon được kinh nghiệm 3 lần đi Thái Lan. Nhưng mà chúng tôi vẫn đang loanh quanh ở trong sân bay 2 tiếng rồi, chưa thoát ra được quý vị ạ. 2 tiếng rồi. Vâng, 2 tiếng ở trong sân bay. Và chúng mình đã cố gắng là nhờ hướng dẫn viên du lịch Kujon là sẽ chỉ cho mình. Kujon thì rất tự hào. Em có kinh nghiệm đi Thái Lan, em vừa rổ VIP, em là số 1, em là người ngoài hành tinh vũ trụ. Đấy, em sẽ hướng dẫn anh cách làm sao để du lịch Thái Lan hiệu quả. Và sự hiệu quả của mọi người đấy chính là lạc trong sân bay khoảng 2 tiếng. Và bây giờ chúng mình mới bắt đầu chuẩn bị lên tàu điện các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Hôm nay quanh đây thì có rất là nhiều người luôn. Họ đeo ba lô, của những chiếc ba lô to vãi cả chuối. Và ta-da, các bạn nhìn đây. Đây chính là khung cảnh trên tàu điện cao tốc ở Thái Lan nha các bạn ơi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm cái cảm giác được đi một vòng với tốc độ rất là nhanh, cũng như là nhìn ngắm thành phố xung quanh của Thái Lan từ vị trí sân bay cho đến vào bên trong thành phố. Các bạn biết không, cứ mỗi lần mà chúng mình càng đi á, thì chúng mình sẽ càng cảm thấy rằng là cái sự biến đổi của từng người ngôi nhà nó thay đổi dần, từ chỗ trồng cây này, nông nghiệp này, xong rồi dần dần lên trở thành làng, rồi trở thành thị trấn, thị xã, rồi cuối cùng lên quận, lên huyện, và sau đó vào thành phố. Các bạn biết không, nhìn ra cái cửa sổ cảm cái hành trình này nó rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mình như kiểu là mình nhìn thấy được cái sự tăng trưởng và phát triển khi mà càng gần vào trung tâm thành phố thì mọi thứ nó sẽ càng trở nên tấp nập. Và đây chính là cái lúc mà chúng mình đã đáp xuống cũng như là hoàn thành xong cái chuyến đi của mình và đến với cả khách sạn của Hero Team đã booking, và chúng mình sẽ ở đây trong những ngày tới. Và các bạn có biết có một điều cực kỳ thú vị là gì không? Tôi hiểu vì sao người ta rủ tôi đi Thái Lan rồi mọi người ạ. Họ rủ tôi đi Thái Lan là bởi vì họ muốn tôi đứng ở đây để trông đồ cho họ nè. Vừa mới đến khách sạn cái bây giờ tụi nó chạy đi hết rồi, không còn đứa nào ở đây nữa nè. Vali của Phong, túi của Phong nè, của Kai nè, của Sim nè, đó, vứt hết đây. Và kêu bây giờ em chạy ra ngoài để em đi, em ngó em mua đồ. Nhiều lúc cảm thấy kiểu không biết là rồi rốt cuộc là anh em muốn mình đi Thái Lan hay em mình cần một người giữ đồ ta. Cái đoạn này sao nó lắc lắc. Sau khi trở thành người giữ đồ miễn phí thì cuối cùng là chúng mình cũng đã được quay trở vào phía bên trong của khách sạn. Và phải nói nó đẹp, đẹp một cách tuyệt vời các bạn ơi. Cái khung cảnh này mà vừa ngồi ngắm cảnh khách sạn vừa ăn cơm chó của Sam với Phong thì nó phải gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ. Các bạn nhìn thấy không, nó được đầu tư và trang trí chi tiết đến từng bộ phận một, từng chiếc đèn, từng ngọn nến. Và sau một thời gian ngồi check in, bắn tiếng Anh, đợi chờ xong thì chúng mình quyết định là đói quá, nên là mình cùng với cả Kairon và Phong Cận đã quyết định đánh lẻ ra ngoài để có một cái bữa ăn đầu tiên trên mảnh đất Thái Lan. Một tô cơm bên Thái Lan của mình rất là ngon. Ăn được xong bắt đầu mới phát hiện ra là chưa quay. Quê quá. Cái tô cơm này phải nói rằng là nó là một cái tô cơm mà có lẽ là ngon kinh khủng khiếp trong cuộc đời của mình từng được ăn. Bởi vì thứ nhất là mình đã ăn nó trong lúc mình đang rất là đói sau cả một hành trình bay rất là dài. Và cái thứ hai là cái vị của nó phải gọi là tuyệt vời luôn các bạn. Ăn một cái miếng cơm mà cảm thấy nó đáng cái đồng tiền mất gạo luôn các bạn. Cái miếng thịt nó vừa béo nè, xong rồi thậm chí là từng cái nước sốt hay thậm chí là từng cái móng giò, trời ơi ta nói nó đã luôn đấy mọi người ơi. Ăn ngon lắm, nếu như các bạn mà có cơ hội qua Thái Lan du lịch thì chắc chắn phải thử mấy cái đồ ăn Thái Lan nha bạn ơi. Và sau đó khi mà đến trời tối thì chúng mình quyết định là sẽ đi ra ngoài và dạo một vòng thành phố Thái Lan xem ở đây có gì vui. Và mình vô tình phát hiện ra, các bạn nhìn thấy gì không?
tôi đã tìm thấy thứ mà tôi muốn thấy, đó chính là sầu riêng. Trời ơi, sang Thái Lan mà không ăn sầu riêng thì nó phí cả cuộc đời luôn. Tôi sẽ mua sầu riêng để ăn sau nha các bạn. Và tiếp theo là mời các bạn đến với cả chuyến du hành thời gian, nơi mà bạn có thể nhìn thấy cả quá khứ lẫn kiếp sau. Đó chính là hãy book một chiếc túc túc, một chiếc xe cực kỳ phổ biến. Các bạn có thể thấy nó mọi nơi ở trên đường phố Thái Lan luôn. Đây có thể coi là một nét truyền thống văn hóa của du lịch Thái Lan. Chiếc xe túc túc này nó phóng với tốc độ bàn thờ mà những chú sẽ làm ở Việt Nam gọi là không có cửa luôn các bạn. Bạn có biết bà Mui bà hỏi gì mình không? Bà hỏi mình là bạn đã đi tổ lái bằng chú này chưa? Ui dồi ôi, em xin thua, xin thua. Cái tốc độ lái xe túc túc nó phải gọi là tốc độ bàn thờ Racing Boy Việt Nam không có tuổi luôn các bạn. Và chỉ sau một loáng thôi mà bọn mình đã có mặt tại một cái khu chợ cực kỳ đông đúc. Đây chính là một trong những khu chợ mà khá là nổi tiếng ở bên Thái Lan. Chợ này thì mình quên luôn tên nó gì rồi các bạn, bởi vì bên Thái Lan nhiều chợ đêm lắm. Chợ đêm phải gọi là nhiều vô kể luôn, bạn đi đâu bạn cũng thể bắt gặp được, hoặc nếu như không biết vị trí ở đâu thì có thể tìm trên bản đồ nha. Và mình thấy rằng là những cái khu chợ đêm này thì nó trông cũng khá là giống Việt Nam, cũng sẽ bán những cái đồ quần áo giá rẻ này, hoặc thậm chí là bán đồ ăn. Hiện tại thì mình đến với cả khu chợ này thì mình cũng chẳng biết là mua gì nữa, bởi vì là quần áo thì mình có rồi, đồ ăn thì mình sẽ chỉ quyết định là mua một vài món linh tinh thôi, bởi vì mình đang hướng tới và tìm những cái món đặc sản hơn. Sau đó là lại một hành trình di chuyển sang một khu chợ khác các bạn ạ, và lại là một cái chuyến xe bão táp túc túc nhạc giật giật cực mạnh, đèn nháy nháy, nhìn thấy cả gọi là người coi âm vẫn đang múa quạt trên nóc xe luôn các bạn, sợ vãi cả chuối à. Nhưng mà vui, nói chung là trải nghiệm ngồi xe túc túc rất vui các bạn. Nhìn phong cận, mặt phong cận vui không? Vui không? Đấy, mặt phong cận rất tận hưởng ấy. Ok, và sau một hồi đi một cái chuyến xe bão táp nữa thì chúng mình đã đến được cái khu chợ. Đây có thể gọi là một khu chợ mà mình thích nhất. Nó có tên là chợ Road Fair nha các bạn ơi. Và ở trong này thì thực sự mình sẽ có rất nhiều cái để chia sẻ cho các bạn, bởi vì nó quá là tuyệt vời luôn. Từ những cái mặt hàng gọi là thời trang nhưng mà là đồ giống kiểu thủ công này, mỹ nghệ này, nó khác so với cái chợ đêm lúc nãy lắm nha. Và tất cả những cái dịch vụ khác như đồ ăn, thức uống, vui chơi, giải trí, cái gì nó cũng có. Đây phải gọi là một siêu hội chợ chứ không phải gọi là chợ đêm Thái Lan nữa các bạn ơi. Và mình cảm giác mình đi giữa dòng người, mình nhìn cái gì mình cũng muốn chơi, nhìn cái gì mà mình cũng muốn nhảy vào gọi là mua thử, ăn thử, chơi thử, đã quá trời đất luôn. Và các bạn nhìn đây, đây là món mà mình thích nhất à. Cái miệng Mui kiểu là nuốt nguyên trái được luôn ha. Nuốt nguyên trái Mui, nuốt nguyên trái luôn. Ủa là do nó ngon hay là do... Do nó ngon đó bạn, nó ngon á. Ủa nó ngon vậy luôn á. Nó là quả dứa mà ngon nhất mình từng ăn luôn á. Dứa mà nó ngọt. Ngon thật luôn á. Đây là chai nước dừa của Kairon. Cái chai này là nó bự, nó giống như kiểu cái chai 1 lít ở nhà mình luôn các bạn. To vãi chuối luôn. Lít rưỡi luôn các bạn. Còn đây là nhân vật chính, một quả tháp thịt to vãi cả chuối. Các bạn có bao giờ thấy một quả tháp thịt nào mà nó bự như này chưa? Và cái quả tháp này nhìn trông thì nó có vẻ là hơi xương một tí nha các bạn. Ban đầu mình cũng nghĩ thế, mình bảo ui sao gọi một cái đĩa gì mà toàn xương này, ăn được bao nhiêu. Nhưng không, ngồi gặm xương không thôi là cũng hết ngày rồi bạn ơi. Nó quá nhiều thịt ở trên cái khúc sườn bò này luôn bạn. Cái khúc xương bò này bạn ơi. Và mình ăn mà mình cảm thấy là trời ơi, thôi cố gắng ăn đi, sắp hết rồi. Gọi một phần to quá trời đất luôn mà 4 người ăn mãi không hết luôn nha các bạn. Và bên ngoài cửa hàng thì họ còn trưng thêm một cái gọi là một đĩa sườn bò hay xương bò làm mẫu ấy bạn. Nó to ngang người bà Ca Mui luôn. Mãi. Đây là tại vì á là một cái cây xương quay thịt lợn rất là ngon. Cái này đúng vậy, không cần mua, không bây giờ mọi người mua theo. Ăn nó ngọt ngọt các bạn. Mình cảm giác là sau đêm nay mình có nguy cơ là có thể sẽ tăng khoảng vài kg, bởi vì mình nhìn thấy cái gì cũng ngon và cái gì mình cũng muốn thử. Ở đây thực sự là có quá nhiều món mà mình chưa thấy bao giờ. Nếu bạn nào ở Việt Nam mà thích ăn dứa thì chắc chắn sang bên này các bạn nên đi mua cái quả này nha. Mình ở Việt Nam mình rất thích ăn dứa và cái quả này nó ngọt, ngọt kinh khủng khiếp luôn á. Các bạn biết gì không? Tôi đã nhìn thấy một cửa hàng siêu kinh dị luôn các bạn. Phải nhấn mạnh là kinh dị, bởi vì các bạn nhìn thấy không? Ở đây họ bán toàn là những thực phẩm đồ ăn được chế biến làm từ côn trùng và bọ. Ui, nhìn những con sâu chiên đấy các bạn ơi, nhìn nó hấp dẫn vãi chuối không? Và tôi đã quyết định là chả mấy khi mà được đi du lịch, tôi sẽ quyết định ăn thử xem đầu đuôi nó như thế nào các bạn. Và sau một hồi nói chuyện với cả người bán hàng, tôi cũng đã mua được một hũ đầy ắp sâu bọ cũng như là các loài côn trùng chiên. Nào, ăn thử. Ngon nha bạn, ngon nha. Trời đất ơi, nhìn thì nó có vẻ là hơi ghê nhưng mà ăn vào thì nó bùi bùi nè,
thơm nè, và nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng mà nói chung là những cái con vật này thì có người nhìn thôi là đã không dám ăn rồi. Nếu mà cảm thấy khó ăn quá thì các bạn có thể nhắm mắt lại và ăn nha. Mình rất nhiệt tình thử luôn, và mình ăn con nào mình cũng thấy khá là ok. Chỉ có điều là mỗi tội trước khi ăn nhìn vào nó thì thấy hơi gớm gớm một xíu thôi, chứ còn ăn lên nó ngon lắm các bạn ơi. Và không chỉ mình ăn, mình còn quyết định là cho những cái người còn lại cũng sẽ thử ăn. Mình đã thử cho bà Ca Mui bà ăn, và bà ngồi bà soi quá trời quá đất luôn, xong bà mới chịu bỏ con này vào miệng. Sau khi bà ăn xong thì bà ấy Vịt ơi, cho xin thêm con nữa. Các bạn nhìn thấy không? Mình còn bảo với bà Ca Mui rằng là nếu như bạn mà không ăn được mấy cái con côn trùng này, mình mà tìm mua nhện này, bò cạp chiên này, thì bạn chắc là gọi là chạy luôn, chứ làm sao mà dám ăn nổi các bạn. Đồ ăn ở Thái Lan cực kỳ đặc biệt, và mình cũng đã mua, các bạn biết gì không? Mình mua một thứ duy nhất thôi, sầu riêng, nhưng mà là sầu riêng sấy, để quyết định là mang về nhà để ăn ở nhà nữa. Sau một hồi đi vòng vòng thì hội chị em cũng đã xách gọi là đầy đủ các thể loại túi, áo, rồi quần, rồi mua tùm lum, giống như kiểu là sang đây ở nhà không quần áo mặc, sang đây mua quá trời quá đất luôn, vãi chuối thật. Ok mọi người, và bây giờ thì chúng mình sẽ về nhà. Sau một hành trình bọn mình ở chợ và mua được rất nhiều đồ, thì bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại khách sạn để có thể nghỉ ngơi cũng như là kết thúc một ngày đầu tiên của mình tại Thái Lan nhé. Nhìn nào, đó, ok. Và sau một ngày dài mệt mỏi thì mình đã quyết định là kết thúc ngày của mình bằng một cái món ẩm thực đường phố Thái Lan. Đấy chính là bạt Thái các bạn. Nghe tên lạ không? Món bạt Thái. Và món này thì mình ăn mỗi nơi lại chế biến theo một kiểu khác. Đa phần thì họ sẽ trộn bột nè, cùng với cả thịt nè, giá đỗ này, hành ngò và rất nhiều thứ khác vào. Sau đó họ chiên lên. Ăn thì nó rất là lạ lạ, nó giống như kiểu món bột chiên thịt ở Việt Nam các bạn. Nhưng mà có vẻ như vẫn có một cái chút gì đó hương vị mà mình chưa được nếm thử qua bao giờ. Và đây là lần đầu tiên mình đã được trải nghiệm bạt Thái. Quá là tuyệt vời đúng không nào? Nhớ đón xem vlog tập 2 của mình nhá, có nhiều sự kiện lắm đấy nha.